structure. Ok, thế bây giờ mình sẽ giao cho Gata. Gata đâu? Mày đây rồi. Mày đây rồi. Rồi. Ok. Lâu. Yes. Okay. Good. Vice City. Lâu quá vậy ta. Ok, Starem. Đây là bản hack full máu bất tử, full tiền. Ok. Này có mấy dòng xe im lắm đây. Giờ trước tiên tiền tăng quá tăng. Trước tiên mình chỉnh mã súng đi. Good. Mình thử đụng vài chiếc xe này coi. Wow, xe này là xe mod rồi, không có bị hư hao gì hết. Wow, bye. Đẻ ạch. Wow. Khớm. No, mà làm gì thế? Cop. This is cop business. Mà làm gì cơm? Cơm mày làm gì vậy? Tao tiêu diệt mày luôn. Con chuột này sao mà nó ấy quá vậy ta? And wow. Oh my god. Rồi bấm tab cho nó vài lên. Tab cho nó vài lên rồi mình di chuyển tới bên trong đây đi. Trong như nóc nhà. No. À, té lên nóc nhà đi. Brad, give up. Mày làm gì đó? Wow.
Wow, mình quay được 5 phút rồi. Tiếp tục vào Visum. Ta sẽ hủy diệt tụi bay. Wow, 4 sao mấy bạn ơi, 4 sao rồi. Tiêu diệt mấy bay này luôn. Good. Mấy anh em đang làm gì đó. Good, 5 sao rồi, 5 sao mấy bạn. 5 sao rồi. Okay. Mình bay đi. Nhớ đâu đây nó có chiếc máy bay mà lúc nào có chiếc máy bay nó quên tiêu. Chạy nãy giờ cùng điên mới quên luôn. Có chiếc máy bay rất tuyệt. Oh no. Okay.